Trung cực chinh chiến là cuộc chiến của các vô thượng cực đầu ở kỷ nguyên đi đến thiên cảnh. Để kỷ nguyên thoát khỏi sự luân hồi hủy diệt hoặc là để đột phá, nhiều vô thượng cực đầu đã đi đến thiên cảnh, mục đích là để đánh bại lão tạp thiên. Không chỉ riêng vô thượng cực đầu, nhiều tồn tại các bậc thấp hơn cũng đi lên thiên cảnh. Ở kỷ nguyên tam thái, những lần chinh chiến lên thiên cảnh được gọi là trung cực chinh chiến. Mỗi lần phát động đều phải chuẩn bị rất lâu mới có thể tiến hành, có khi phải hao tốn cả chục cái thời đại. Họ cần phải chuẩn bị thực lực và đồ vật đủ tiêu chuẩn. Những thủ lĩnh phát động chinh chiến hầu hết đều là cấp bậc thiên trần. Tại kỷ nguyên này xuất hiện 6 lần phát động trung cực chinh chiến. Lần đầu tiên là Tam Nguyên Thái Tổ, người đã khai sáng kỷ nguyên tam thái. Sự phát động này là một bí ẩn không ai biết. Hỗ Nguyên Thiên Đế là người tổ chức trung cực chinh chiến lần thứ hai. Nếu không phải biết Hỗ Nguyên Thiên Đế được gọi là lần thứ hai, thì sẽ không ai biết đến cái lần thứ nhất, cho nên rất ít người hưởng ứng. Tiếp là Trung Nam Thần Đế và Phi Tiên Đế, là thời điểm hưng thịnh của tam tộc, quy mô lớn hơn lần thứ hai rất nhiều. Lần thứ tư được phát động bởi Cổ Thuần Tiên Đế, đây là thời điểm bách tộc nổi lên, tạo nền móng cho bách tộc. Trước khi đi chinh chiến, Cổ Thuần Tiên Đế ký hiệp ước với các đại đế tiên vương và tiên đế, giúp cho bách tộc có thể sinh sống thoải mái ở Thanh Châu. Minh Nhân Tiên Đế là người phát động chinh chiến lần thứ năm, là thời điểm bách tộc hưng thịnh, trung cực chinh chiến không hề giới hạn bởi thế lực. Lý Thất Dạ cũng đã tham gia và trở về vũ giới. Lần cuối cùng là Khải Chân Tiên Đế, chỉ có nữ đế mới được tham dự. Sự kiện này được gọi là nữ đế chinh chiến, thể hiện rằng nữ không hề thua kém nam, tỉ như Vô Cấu Tiên Đế, Thiên Lý Tiên Đế hay Hồng Thiên Nữ Đế. Sau khi trung cực chinh chiến được phát động, thỉnh thoảng có những vật rơi từ trên trời xuống, nó được chế tạo thành thương thiên bình thường. Nhưng nguy hiểm nhất từ trước đến nay là sự xuất hiện của Cổ Minh, tộc này tàn sát tiên hiền, nô dịch vạn tộc, cũng vì vậy mà chịu cảnh diệt tộc.